Ok, hello xin chào mọi người nha, chào mọi người đến với channel của mình nha, mình là chơi game Minh Hán Bàn. Nói chung là hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tựa game Minecraft với cái mod Sunset ha. Nhưng mà hôm gà mình cũng chưa có ra video mới về cái tựa game Minecraft ha các bạn. Hôm gà lo làm mấy game kia, quên luôn mọi người. Ok, nay lâu lắm mình mới sẽ trở lại Sunset ha các bạn. Chung tờ thì đang sáng ha các bạn, mặt tờ đang lên kìa. Mấy quái thì bắt đầu nó xuống nó tắm sông cho nó mát các bạn, còn như con quỷ skeleton tới cả nó nhìn mày kìa. Thôi kệ đi ha. Chứ tập trước mình đã làm cổng địa ngục, là một số hứa hay ho. Ý là đậu xanh nó bắn mình rồi. Rồi mình đây mình làm cái bàn rồi làm tủ sách đồ cái kiểu ha. Rồi cái này nữa. Để mà mình e-chan đồ mình thấy bạn đó mình chỉ e-chan quá trường đồ mà luôn nó giáp luôn e-chan vũ khí cũng e-chan hết luôn rồi. Chứ giờ tập hôm nay mình đã nói rồi, tập này chỉ chiếu là chiến thôi chứ không có gì mà để farm nữa rồi. Thôi mình có đi nên qua địa ngục mà khám phá xíu ta. Cũng hợp lý nhưng mà địa ngục bên Hexit thì nó cũng không có gì hot đâu như bản thường nha các bạn ơi, không có gì hết đâu á. À, tập này mình đang định đi chiến á, đi kiếm cái gì đó mình đánh nhau, chắc mình sẽ qua chiếc thuyền bự này đánh nó bên đây tốt quá. Cái lâu đài này cũng chưa đánh nè, mấy cái này thì nhỏ nhỏ thôi cũng bình thường thôi. Có chiếc thuyền bự và báo ở đây nữa nè, hai chiếc thuyền này sẽ đánh hết luôn. Còn mấy lâu đài nữa từ từ mình sẽ đánh sao, từ từ tập này cứ đánh tới đâu hay tới đó, bạn nào mình sẽ chiến nó rồi mà. Này mình đánh nhau đó, đồ mình đã đủ hết tên rồi, giờ mình đi kiếm đồ cái kiểu nữa, kiếm thêm đồ mình chuẩn bị qua bên Twilight Forest rồi mình chuẩn bị đánh bốn cái con boss bên đó mà, bốn con boss của Hexit á, quên đó, mình đánh gồng rồi không ta? À đúng rồi mình đánh gồng rồi quên, tập trước như mình đánh gồng á bạn ơi, đầu xanh giết nó cho mình cái này luôn nè, hỗ chế một cái 19 đam đó các bạn, thấy mạnh chưa? Cho mình ghi cung bao qua một nè, thôi không xài, cất ha các bạn, không xài thì cất thôi. Ok mình còn 77 mũi tên là ok, thoải mái đấy các bạn. Ok mình sẽ chạy cho chiếc thuyền nhưng mà mình quýnh nhau vào đó luôn ha. Trời thì đang mưa thôi kệ đi, không quan tâm tới trời mưa đâu, không liên quan các bạn. Ok giờ sẽ chạy ra tới chiếc thuyền các bạn, cũng khá là gần thôi. Yeah, cái gậy mình sắp hư, mình quên làm cái gậy mới, thôi kệ lát về làm. Giờ mình không biết mình bay ra tới chiếc thuyền đó không nữa, mình sẽ đi cửa sau cho các bạn, thì tới chiếc thuyền này chúng ta đi cửa sau vô mà. Đây mình sẽ cho bạn coi tổng thể chiếc thuyền chúng ta bay vô các bạn. Nói chung là bên kia thì trời mưa, còn ở đây sẽ tiết cơ ha các bạn, chắc chắn là như vậy rồi. Nó hay nó có những khẩu pháo ở hai bên thuyền ha. Đó chúng ta phải bắn được, lát mình sẽ lên bắn cho bạn coi. Đó chiếc thuyền nói chung thì nó xây cũng khá là mập mạp, khá là bự ha chiếc thuyền mà kỳ vậy. Chiếc thuyền nhìn nó mập quá. Cái đầu sao này hơi bị cao ha. Thôi kệ đi, mình không quan tâm chiếc thuyền nó như thế nào. Nhưng mà mình có thể chạy vô được các bạn. Vậy mình đang mang đôi giày ở cái quần băng này nè, đi từ mặt nước được ha. Sao mình đi chậm vậy ta? Họ chiến luôn các bạn, cầm kiếm nè. Nãy nó mới thấy mình á. Đó, nó ra tới nó kiếm mình kìa. Ok chiến các bạn. Nói chung là chiếc thuyền này á thì cũng dễ đánh thôi. Chiếc thuyền này chúng ta hay cầm kiếm gỗ vô chúng ta chiến được rồi. Nguyên bộ giáp sắt chúng ta hay chiến được chiếc thuyền này các bạn. Mà giờ mình rất là mạnh này. Đầu game chúng ta hay đánh được chiếc thuyền này đó, nhưng mà để giờ đánh cho nó khỏe mái. À con boss bạn ơi. Ok luôn, được đồ gì á? Đâu sao nó gớt xuống hay gì á? Được cái gì đây? À cái kiếm sắt các bạn ơi. Cái quần mình khó chịu quá, nó không cho mình lặn, khó lặn quá. Nó tự để đốt băng kìa. Cái kiếm sắt focus. Trời ơi, nó xì đa gì đâu. Xương này dục đi các bạn, không quan tâm. Rồi chúng ta chuẩn bị chiến nào. Có chiếc thuyền nào đặt ra nè. Chuẩn bị nó gượt theo mình đó các bạn ơi. Giờ tới kìa. Ok, cái kiếm mình nó mạnh nó xỉu vậy. Chém cái chết nhắc luôn. Dục chiếc thuyền nè các bạn. Ngu của mày, băng ở đây mà không chịu đi, mình đi thuyền các mày. Ấy à. Láo, ô có con boss này kìa. Ô men. Hơi bị đông đó bạn, chiếc thuyền này hơi bị đông, nó trong cây rượu nè, ngon ngon ngon, đang cần rượu luôn. Chưa có rượu để xài. Sao mà chém nó ra máu luôn kìa bạn, quái nội chất chơi gì vậy? Chết đi. Đục chết vô luôn các bạn ơi. Trời 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 trời. Nó xài cung hơi nhiều luôn các bạn ơi. Xài súng nữa, tao này nó có súng nữa. Thôi kệ chiến luôn. Đầu xanh. Ê ê ê ê ê. Nó bắn khó chịu ta. Quýnh luôn, quýnh chiến luôn. Rồi hơi bị đông luôn bạn ơi. Lãng lách với nội luôn nè. Mình giết cái cầu súng này các bạn ơi, nó bắn mình hoài. Bà nó chết, đứng xa mà bắn nè. Vô đây. Ôi con quỷ hơi máu luôn các bạn. Con này hình chém cái mỏ cái gì. Giờ kiếm mạnh lắm rồi. Clear hết tới này luôn ơi. Này không biết băng của ai nè, đậu xanh á. Hồi máu với con khỉ. Ô con boss nè bạn ơi, con boss này con hồi máu nè. Lụm luôn. Trong đây boss này nhiều lắm bạn, thì nó quái nhiều quá lắm. Chiến hết mình luôn. Bắn cái con khỉ. Bắn hộ. Bắn hộ. Đầu xanh nó bắn. Mày ba
bắn cái con khỉ. Chơi, chơi bẩn này. Á đồ men. Con Reaper này nó vãi nồi vậy. Không ngán luôn. Không ngán mà luôn. BK mà luôn. Hi. Nhường. Ok chết em ơi. Dễ thôi, có đó dễ, giờ mình mạnh lắm rồi. Giáp mình thì cũng sắp hư rồi. Á đủ gì vậy. Giờ mình kêu quần Protection 2 này cũng hợp lý nè. Quần này ngon phết nè các bạn, mạnh á. Rồi kiếm này giục đi. Abyss này cũng giục đi, mình cũng không biết làm gì nữa. Cho mình nhiều hướng linh tinh quá ha. Chặt cái gương quả nào luôn rồi. Nói chung mà cũng vô đây em giết được vài con boss đấy. Ok hết rồi, mình sẽ tiếp tục đi lên ha. Cái khoang này như là cái khoang mà đông nhất rồi đó các bạn ơi. Cái khoang ha. Đây là cái nhà tù nè, nhớ không nhầm. Ô đây là khoa chứa bơm luôn. Xin nhẹ vậy tới bơm ha. Nào ngu ngu mà vô đây là đốt lửa cái là nó nổ banh huyền luôn ha các bạn. Đây là cách phá huyền nhanh nhất ha. Mấy này khoa chứa lựu đạn mà. Cái khoang này nó cũng hơi bị nhỏ ha. Thôi mình lượm hết lựu đạn về luôn, tịch thu ha các bạn. Tịch thu hàng cấm vậy. Rồi. Con được 47 cái TNT này các bạn, bên đây cũng có nữa. Hai phòng đối diện nhau luôn, mình đem về hết luôn các bạn ơi. Đem về mốt có gì bắn pháo bông chơi cũng được. Mốt đi đánh bom IS nè. Đánh bom cảm tử rồi, ok vậy được rồi. Kiếm cái gì, đậu xanh năm chém nó cái là nó ngủm này. Vãi nồi, mạnh xịu quá. Ồ, con đó nó cầm kiếm nó đợi mình tới kìa. Hai mũi tên vô đích nè. Đó, 13 đam các bạn, là 26 đam. Double 13 đam ha. Xuống này, 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 xuống này. Xuống đây, xuống đây. Ở đậu xanh nhậm. Đang đánh nhau mà, đậu xanh. À, có Enderman là quýnh luôn nữa. Mày Enderman đâu rồi? Enderman đâu tiêu rồi. Mình chém nó máu me tụi lắm tơ. Nó mới cập nhật như nhớ mình đâu chém cái máu ta. Mình chém mấy con quỷ hay tặc ra máu nè. Mình chém Enderman nó ra máu tím nè, mà máu hồng hồng. Vãi nó khó vụ này luôn hả. Đây nó cắm đuốc đây mà không thấy sáng tương nè. Ok, mình tiếp tục tiến vô xong à. Đây, đây là cái chỗ mà nhà tù. Cũng như là chỗ nó để mấy cái đại khổ đại bác ha, chúng ta hãy bắn thử. Ví dụ như là các bạn thấy ở tông bờ kia không, mình sẽ bắn thử cho bạn coi. Đây, chúng ta chỉ cần bấm cái nút này thôi. Bắn nè. Phiu. Đó, nó bắn tới ngoài đó không ơi. Nó bắn tới ngoài đó à, nó không tới bên bờ kia, nó cũng khá là ngắn thôi. Rồi mình đi lên cái nước này rồi nó đóng băng nó vãi nồi thì chứ. Giờ nó muốn hay đặt bơm ra để mà nó bắn tiếp á. Thôi làm biết quá, nó có sẵn đây mình sẽ bấm bắn thêm cái nữa đi cho nó vui ha các bạn. Từ đây chắc mình bắn tới cái cục cát đó, để em bắn thử rồi. Hi. Chơi. Bắn. Đâu rồi, đâu rồi. À tới kia luôn, ôi 7 kia luôn các bạn thấy không. Cũng hơi xa ha, cái này khẩu đại phát này mạnh phết này. Thôi kệ đi ha, nó có đây 4 cái, mình kia 4 cái này 8 cái gì á. Đây là nhà tù các bạn, nó không biết nó chứa ai đây nữa. Gớt đây cũng hơi mệt. Ồ kia nó có chứa cái khoa, cái khoang chứa lựu đạn đây nè. Nó TNT để đây nè. Vô mà mình cầm cái hộp quẹt mà đốt hết là bể chứ huyền luôn các bạn ơi. Nè thấy không, bên đây cũng có 4 cái là 8 cái ha các bạn. Nó cũng có địch bên đây nữa. Nhìn giết cầm súng này cái đứa này. Thôi 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 thôi, khu này đây xuống nữa. Chiến hết luôn rồi, ngán gì. Rồi mình bị lú rồi đó, chơi được, mới bị chơi đồ bây giờ. Bị ghê nôn bữa rồi, đầu xanh đi đánh nhau mà đi mắc ói nữa, hoài rồi. Mấy này nó có giáp kêu cơ rồi, mấy này từ đây nó mạnh hơn mang dưới, mấy dưới toàn giáp sắt luôn. Trời ơi, nó chào đảo dưới hả? Con boss vô tới kìa, hoài rồi, mấy thằng kêu cương không vậy? Không sao, chiến được rồi, yên tâm. Nên giết mấy con boss này mà lấy đồ mới được. Con boss này nó thơm bị tao luôn ta. Chết chưa. Em mấy con mặc đồ kim cương này nó tao có xỉu vậy? Ủa có cái gì, có gì xịn, hết đồ được rồi. À mình lên đây mình quên đem theo cái ba lô rồi. Không được rồi, lát các bạn đợi xíu nha, mình về mình lấy ba lô cái. Bắn cái con khỉ chứ bắn. Mày bắn này. Chém nó ra máu kìa phải không. Máu mẹ tên hiền quá trời luôn nè. Kim cương đồ quá trời vậy. Ô ghiều FSCC 2 gọi này là FSCC 1 nhưng mà cái ghiều này nó xịn hơn cái ghiều kim cương ha. Đâu ra cục đá này vậy. Dùng cục gỏi luôn. Chắc mình nghĩ là mình đi về. Các bạn đợi mình xíu nha, mình về mình lấy thêm cái ba lô cái. Nãy mình tính đem ba lô thêm mà mình quên đem rồi. Không có ba lô không có được đồ được qua. Tại vì chúng ta đánh này nó có rất là nhiều đồ hấp dẫn. Thôi hẹn lại bài sau nha, mình sẽ về mình lấy cái ba lô cái mình tới lại ha.
A few moments later. Ok, hello bạn nhau, tả là em ơi. Ok, mình vừa mới về lấy ba lô ha. Sẵn mình ghé đi ngang vô chiếc thuyền lớp, mình ghé qua đây thử ha. Đây nó của nó cũng có một đám hải tặc, nó cũng chiếc thuyền khá là nhỏ các bạn, quy mô nhỏ ha. Mấy đứa này nó cũng gã mà toàn mặc cháo sắt cái giáp vàng không ạ. Mà đáp là đáo xỉu vậy ta. Nè mình quên, mình đang đói bạn ơi. Từ từ mang vô cái. Quýnh mình bị chán là quái nồi vậy ta. Rồi hay nó chiến không? Đi thuyền không? Quái nồi. Nhường. Cái này nó cũng đông quá các bạn, để mà lên thuyền nó luôn. Chiếc thuyền này thì nó cũng sẽ có một cái gương để chúng ta cướp ha. Đây thì nó không có gì hết đâu. Có chứ. Có cái gương này, giấu gương này các bạn, nó mũi tên khá nhiều, mình đang cần mũi tên luôn. Ui sao 40 tên luôn, quá ngon luôn. Rồi thêm này nữa hả? Cái này giống như cũng không biết, còn cái này thì để xây nhà hợp, nhìn nó ảo lắm nè. Gì nó giấu cái gương này nữa các bạn. Ôi da với đuốc. Ok, da thì cần thiết để làm ba lô thôi. Trong chiếc thuyền nhỏ nhỏ này nó sẽ có ba gương các bạn mà đi nha. Nó giấu hai bên này, gì nó giấu trong này cái gương nữa nè. Nhưng đây thì sẽ chắc chắn sẽ giấu một cái kiếm là gíp led ha. Gíp cái kiếm này nó cũng bình thường à. Ủa cho mình cái ba lô này ngon quá. À, lấy thêm mũi tên ha các bạn. Cái kiếm này cũng khá là ngon đấy các bạn. Nó làm gì á mình quên rồi. Chém biết có đam ta, thì mình chém thử coi. Cũng có hai ba đam các bạn, nhưng mà các bạn mới chụp phải á. Nó sẽ giúp cho bạn tạo ra một cái cổng này, các bạn đi qua thì nó sẽ bị hơi mệt á. Nó sẽ giúp cho bạn đi đâu á mình quên rồi. Mà đi vô đó là đi ngáo ngáo là hết ga luôn. Cái quẻ gì á. Ok ha. Đây có cái giường này giúp chúng ta ngủ đây, nhưng mà thôi, ngủ làm gì. Ok có cái đây, nói chung là về mình lấy thêm ba cái ba lô các bạn, đây cái ba lô xanh với ba lô bự này luôn, ba lô bếp cát cái bự luôn với cái ba lô nhỏ này nữa các bạn, mình mới lượm thêm cái ba lô màu này nữa. Nói chung là cái ba lô bự này hơi bị nhọc nhằn, làm hơi bị tốn thời gian luôn. Đây à, ba lô bự này nè, đây nói chung là chúng ta phải cần tới là cái da này ha. Da này nói chung cũng dễ thôi, chúng ta làm cái da này cần hai da này với string khá nhiều ha. Làm cái da này chúng ta bỏ vô lò, chúng ta nung lên ha các bạn. Đây nung lên, nung lên sẽ được ra da này, và từ 8 cái da này sẽ ra được cái ba lô. Các bạn muốn nhiều màu thì bạn bỏ vô giữa ha, vậy thôi. Nói chung là ba lô này cũng dễ làm thôi, chứ chúng ta chỉ cần có ladder với string thôi. String thì cũng có nhiều lắm, giết mấy con nhện quá chừng luôn. Rồi ok, nói chung là đem thêm hai ba lô nữa ha, ba ba lô nữa, rồi thêm cái lụm thêm này nữa ha. Rồi vậy đó, cái kiếm này cất cho luôn đi ha. Nó chém không nhiều đam đâu. Ok, 99 mũi tên này, đậu xanh cái đồ đựng mũi tên mình nó đầy luôn, vãi rồi chứ. Cất vô các bạn. Cứ kiếm vô đi, mũi tên vô luôn. Nào hết lấy xài ha. Nói chung mình chưa đựng đủ đầy cái gương này nữa, mà kệ đi ha. Vậy hay mình đi nước, đi tới nước ra bằng hay ngầu không? Đó. Như một cái đường thôi, như nữ hoàng ở xa rồi, đi tới đâu bằng tới đó luôn, chất quá chất luôn hả các bạn. Rồi chúng ta không nói nhiều nữa, tục chiến thêm cái thuyền này thôi nào. Còn thằng huyền tưởng nó chưa đánh á. Mấy con skeleton này mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua đi đánh để làm chi cho nó tốn thời gian ha. Ây da nó bắn mình, vãi nào bắn. Mà bắn không hấp hí gì đâu phải không? Nó bắn không mất miếng máu nữa. Ripper đâu chừng nổ banh thiệt người ta giờ. Đừng có nổ ở đây. Nó nổ thiệt. Mà sao nó nổ đó? What the fuck, mình chém nó chết rồi mà sao nó vẫn còn nổ được thằng này nữa. Nó ngáo gì đâu vậy? Con quỷ này nó gục mình nữa. Chém mọi thằng một phát lại chết ra các bạn. Rồi ok vậy đi. Thì nổ cái bụng cái mất cái đuốc mình luôn rồi. Đó, sáng lại đã ha. A, à, ra là mày. Nổ hộ cái. Rồi bắn cái 3-4 đam rồi phải, nó cái cung nó mạnh ít xíu. Cái cung mạnh dữ vậy. Kệ các bạn, mấy con này mình không quan tâm nữa đâu. Kệ đó. Lên đột nhập lên thôi các bạn, đây mình đang ra tới đây nè. Quá dữ luôn, đây là bạn gỡ xuống mà sẽ vô tù ha. Tên đó thì huyền tưởng nó tên đó đó, mình nhớ không nhầm. Các mình sẽ lên đại chiến thì tưởng nó, đây là cái phòng ngủ của mấy hàng hải tặc ha. Nó có gương này nè, mình xem thể lút đồ ở đây. Nhưng mà con quỷ này nó gượng bên ngoài ấy. Ok nó chết này, để mình lút đồ đây các bạn. Nói chung là mấy cái power này mình cũng đang không cần lấy làm gì, đuốc thì lấy đi. Sunflower không cần luôn. Mấy giọt nước này đánh lên đấy cũng không có gì hot ha. Bánh quy nè, đuốc nữa. Khá nhiều đuốc ha các bạn. Thịt gà, khoai, thức ăn, nói chung là đa số thức ăn ha. Có thêm cái quần kim cương nè, hợp lý thế nha. Cái áo vàng nè, cái kiếm slam nè, cái cung nè. Ê! Vãi nổ không kịp luôn á tài. Con quỷ này chuyên gia nổ lén luôn. Nổ nát hiền người ta bà nội cha thì chứ con chuyên gia. Chuyên gia phá hiền người ta nè. Rồi mất hết block người ta. Hàng ganh con Ripper này chứ. Phải lấy đồ ra mà sửa hiền cho người ta nữa. Lên cướp đồ người ta phải sửa hiền cho nó nữa. Vãi thiệt chứ. Nãy mình đang lút đồ mở ra đồ ra không kịp luôn á. Nát hiền người ta. Còn gì là hiền nữa.
cần để xíu nhà sửa xuất hiện cho người ta cái. Thì tử tế đàng hoàng ha các bạn. Rồi, hợp lý đó. Nên đặt chị đỡ đi ha các bạn. Rồi vậy đi. Rồi. Mệt ghê luôn, hiếp bơ này. Nổ nát giường hết, người ta ngủ sao ta ngủ. Quá nổi banh giường luôn. Có ba lô nè, wow lại thêm một cái ba lô nè, ngon quá. Nãy mình khỏi cần về thì lấy ba lô cũng được nè, đây nó có ba lô quá chừng nè. Thêm cái ba lô màu tím mộng mơ nữa ha. Copper nè, bạn đồng nè. Ở đôi giày này, cái nón này, cái cuốn sắt này. Hơi bị nhiều đồ luôn á ha. Mũi tên nữa nè, quá chừng mũi tên luôn. Full đồ rồi, thước ăn nè, táo quá chừng. Quái nồi mình cất hơi nhiều đồ luôn. Cái sẻn FCC2 luôn nè, quái nồi xịn. Hợp lý thế nha. Có quần mới luôn, ngon quá ha. Rồi cái ba lô này đầy ha. Dục đi. Chuyển qua ba lô này mình cất ha. Rồi à, cái gì cần dục với em ta à, cái giường nè. Dục cái giường này ra các bạn. Mà thiệt chứ. Dipper. Rồi ok, đây thì hết rồi. Chúng ta thể đi lên nè. Đây đi lên đây thì không có gì hot tới đây để chúng ta lút các bạn. Đó, chúng ta hãy đứng đây mà ngắm mình thôi. Đây, chúng ta hãy đi lên thêm cái cột buồm của nó các bạn. Này lên tới cột buồm mình ngắm ngắm bình minh luôn các bạn. Nhưng bình minh thì phải. Đúng rồi, bình minh thì vậy. Ok, mặt trời đang lên các bạn không? Mặt trời đang xuống, mặt trời đang lên các bạn. Nó đứng đây mình ngắm xíu đi các bạn. Đó, ngắm chừng nào mặt trời lên xíu đi ha, chúng ta tiếp tục đánh con hiện tượng ở tên cái bơm tàu này các bạn. Mình thì mình khá là khoái cái nhạc luôn nè, bạn đang nghe nhạc không? Giờ mà ngắm hình minh mà nghe nhạc này mình thấy nó nổi da gà luôn các bạn. Nghe nó bình yên như lắm luôn rồi, nghe nó rất là hay luôn. Mình chơi một mình tông tựa game AS này nữa chứ. Tông thế giới rộng lớn của một mình nhỏ xíu ha. Như hạt cát ha các bạn. Mình nghe cái nhạc này và bình thản đứng đây mà ngắm bình minh đang lên ha các bạn. Nó cái gì cảm giác này rất là đã luôn các bạn. Có mấy cái nhạc trong Minecraft này nghe rất là hay luôn. Nó rất là giản dị luôn các bạn. Bình yên lắm luôn á. Ok, mặt trời cũng đã lên rồi, trời cũng đã sáng hẳn rồi các bạn. Ok, sáng tương luôn rồi đó. Giờ đi đánh nhau ha các bạn. Hi, ở đây là cách nhanh nhất để chúng ta xuống cầu hang. Rồi ok. Ok, mình sẽ bắt đầu đánh với con boss cuối cùng của chiếc thuyền này là con hiện tượng cái tên này nè. Nói chung là con này thì cũng dễ đánh lắm rồi, chúng ta cần một full set chúng ta hãy đánh rồi, nhưng mà mình không, mình sẽ chơi nguyên set này luôn. Chết đi. Tên đây nè các bạn, nó đâu đây nè, trong cái bơm này nè, đúng rồi nó kìa. Bạn không, nó đứng đây nè. Đây bạn, nên cho bạn coi ngoài cửa sổ nè, đó, nó kìa. Nói chung là hàng này nó cũng dễ dàng thôi, nó không mặc giáp gì thì mày chết mày với tao. 500 máu các bạn, này. B-Ray cấp tên các bạn, đây hiện tượng nè. Nó có cả khi nên cho nên đánh khó chịu, nó còn phân hơn nữa các bạn thấy không. Phân thấy nhân đó các bạn. Mình đánh nó bể khiên coi. Đậu xanh nó phân hơn dữ vậy. Mình không biết nào thật nó ngoài đây. Còn ba tấm máu rồi. Phân hơn rồi nó teleport cho chàng Enderman vậy á. Chúng ta phải cẩn thận hai bạn, đánh mình hơi bị đau luôn á. Nó mà nó đủ được mình mà thấy không? Hiện tượng này nó cho là hiện tượng này dở mà. Thường thường mình nó nhớ nó cầm cái kiếm màu tím mà ta. Hay nó cũng có áo tràng khá là ngầu các bạn. Mình xin áo tràng được không ta? Còn một tấm mấy máu rồi, gán lên. Mình chém nó máu me tùm lum tùm thiệt luôn phải không? Phân hơn mình ba con là vãi nồi vậy. Tự chém nó cái nó ra thêm con nữa, vãi thiệt chứ. Cái hàng đây nè các bạn, hàng đeo áo tràng nè, mấy hàng nó phân hơn ra không có áo tràng hả các bạn. Càng thiệt nó có áo tràng, đây nè. Đậu xanh á, tóc biến ngoài vậy, đâu rồi, mất tiêu rồi. À, chết rồi chưa, xong rồi đó các bạn. Đó, nói chung là hình số thôi. Hàng hiện tượng này thì nó cầm cái cây Twister Dagger này, còn một số hiện tượng thì nó cầm cái cây tím này nè, hey. Ninja Dagger hoặc là cái Walker Sword này nè. Đánh cái chiếc huyền rồi mình biết ha. Cái kiếm này mình cũng biết nó mạnh không nữa, để lát test thử cho bạn coi ha. Nó ngắn ngủn quá bạn ơi, nè. Chém rất là chán. Mà chúng ta bắt chuột phải chúng ta thấy tàng hình được ha, có hiểu tàng hình này phải không? Invisible nè. Đó, chúng ta bắt chuột phải chúng ta trên tàng hình các bạn, đây là kiếm ninja mà. Vậy thôi, nó có cái gương này ta hay lút đồ nữa. Qua một cái khiêm khá là bự luôn. Đôi dài này cũng khá là ngon nè các bạn. Emerald, tin, aluminium, kiếm sắt, vàng. Ô, cái lông vàng này hơi bị xịn nè. Cái khiên kim cương nè các bạn, diamond shield. Cái file general, lựu đạn lửa. Đầy gương này phải cất đồ vô thôi. Bấm lộn cái nút escape vậy ta.
thường thường chơi Terraria bắn escape để mở cái hành tang mà là lộn tay. Các bạn đợi mình sẽ cất đồ vô cái em lút tiếp. Quá chừng đồ luôn các bạn, nhiều đồ lắm. Chúng ta đánh xong chúng ta lút đồ thoải mái. Cái lồng vàng nó làm gì quên này ta. Mình coi thử coi. Golden Golden Feeder này. Làm lồng vàng này. Lồng vàng làm gì ta? Chắc mình lồng vàng biết làm gì luôn á, quên này. Thôi kệ đi các bạn, không quan tâm. Lượm luôn, có cái đĩa nhạc này đem về nghe cũng được. Đây có thêm hai gương nữa, quần vàng quá chừng luôn. Wow, cái gậy Windstaff này, cái gậy gậy gió ha. Eye of Ender cho mình không cần lấy nữa đâu. Ồ quá chừng kim cương luôn mà, đĩa nhạc cũng nhiều nữa. Trên đây có gì hóa đồng thì mình lên coi nốt thôi. Hình như mình clear đó các bạn hết rồi. Máu mẹ lần tin nó kéo máu lên tới đây luôn các bạn. Rồi, nói chung là mình đã clear xong chú huyền này các bạn. Chú huyền nhỏ mới đó nữa. Rất là nhanh gọn lẹ luôn. Ok, không. Giờ sẽ về mình cất đồ tiếp tục và mình sẽ đi đánh nhau tiếp các bạn. Các bạn coi này, đây là tổng số đồ chúng ta thu thập được ha. Đây hai ba lô ha, ba lô này thì đầy rồi, còn ba lô này như đây. Nói chung là đây là những chiến lợi phẩm thì chúng ta đánh một chiếc thuyền các bạn khá là nhiều á, nhiều thứ á. Ok, mình sẽ về mình cất đồ xong mình sẽ trở lại sau nhé. Ok, hẹn gặp lại sau nhé, bye bye. 2000 years later. Ok, hello mọi người nha, mình trở lại đây nè. Thì mình đã về cất đồ xong, mình cũng đã qua cái địa điểm tiếp theo để chúng ta chiến nhau. Đó là cái lâu đài khá là to bự khổng lồ này. Mấy lâu đài thì từ từ đi các bạn, mình sẽ đánh thử cái lâu đài bự này. Cái lâu đài bự này thì mình chưa đánh cho bạn coi lâu nào phải không? Đấy, nói chung là nó xây quá đẹp các bạn. Khá là to đấy. Mà mấy quái này nó cũng bình thường các bạn, không mạnh lắm đâu. Chúng ta cứ chiến thôi. Chiến luôn mọi người. Lấy hàng nóng ra chém ha. Mấy con ra đây là cầm cung không các bạn? Mấy con này nó hữu hành mà. Dạ. Đánh được xuống bây giờ nè. Với mấy con bắn này nha, bắn này tới nè các bạn. Mệt quá. Mà hay nó khá là đông luôn á, vãi nào sao nó đông dữ ta. Đem chiến hết mình gì nhé, tao nói luôn. Ô con boss này mày, vãi nội boss. Boss chiến vậy? Rồi boss chi? Bẩn mày nội, bà nó chán. Rồi con boss này nó đặc tơ các bạn ơi, vãi nào, chiến con này. Ok, đem chiến hết rồi tụi này các bạn rồi, mình từ lút đồ sao. Ui đông quá. Ui. Đi tới đâu nó địch tới đó luôn rồi, vãi nội chứ. Trời. Mấy chục con luôn ơi, vãi nồi nó đông quá xỉu quá. Rồi nó gục mình quá chừng gục luôn ơi, vãi. Chém nó máu me đầy đường luôn kìa. Dạ. Ồ mình lên cấp quá chừng ơi, vãi nồi kinh nghiệm hơi bị nhiều luôn á, bắt cũng muốn bốn chục rồi nè. Nó đông quá ơi, cái lâu đài nó bự đông thì chứ. Một đám nó ngồi trong đó kìa. Trời ô. Đấy nó cứ sắc ghê kinh nghiệm quá trời, máu me luôn. Dipper này anh kiếm mình nữa kìa. Còn hồi máu nữa chứ. Bà cha nó đẩy mình lên luôn quải thì chứ. Hồi máu, mày hồi máu chết hộ. Trời ơi nó ra nữa, một đám nó ra nữa. Không nguyên đứa một đám giáp vàng nó ra kiếm mình. Ui, bắn mình ba lên nữa. Nổ hộ. Ây da. Hồi gút. Giọt, chết. Em nhầm. Ui, mạnh dữ vậy. Khoan đợi xíu nha, đang hồi máu. Ui, trả thôi. Té. Em dở anh ơi, trời ơi, đánh mình cũng chết luôn. Vãi nó ra một xíu quá. Chạy. Chạy thôi, giọt. Hồi chảy một hồi hộp luôn ta, xíu nó chết rồi. Mình chém mày, bắn hộ, ây da. Con cu này khó chịu chứ ta. Nhờ nữa hả? Chui núp là sao? Vô đây. Nó đánh mình ói ỉa luôn, quải thiệt chứ. Nhờ. Vô góc cốc chết luôn đây, không phải nào chứ đứa nào nhào vô đây. Nhào vô đây kiếm ăn. Trời ơi, nó đông. Nó đông, quải nào đông vậy, nó quýnh mình sắp mặt luôn, sẽ nó toan rồi này. Ở hồi nãy mình còn nửa tim thôi đó, vãi thiệt chứ. Lượm đầy đồ luôn, đồ gác không à. Vãi thiệt chứ. Rồi mới bay vô cái nó đồ nhập như cái nó quýnh mình giữ gì. Trời ơi, giục mấy xài ra hả các bạn. Đồ da là còn lắm ta. Lên kiếm tới giờ đó. Nghe tiếng nó rồi đó. Nói chung ở đây thì mình clear hết các bạn. Còn
mấy đám trong cái nhà bự này nè, đã được quýnh quá chừng, vãi thiệt chứ. Đậu xanh còn gác lụm như bông hoa nữa chứ. Gửi lụm hết vô đây hả mày. Đây sẽ bắt đầu rút đồ từ cái phòng nhỏ nhỏ này ha. Ăn nhẹ cái bánh cái, nãy có bánh đây mình chưa ăn ta. Nói chung là mấy cái phòng nhỏ nhỏ này chứ là đồ ăn không à, không có gì hết đâu. Đừng cất mấy xàm xàm vô, đỡ phải dục, mệt. Rồi vậy đi, tặng cho nó đồ hả mày, có cụm đây nè. Những mấy phòng này toàn là đồ ăn thôi bạn ơi. Đúng không? Đúng rồi. Đồ ăn không à. Nhà này có hai tầng rồi nè, phải rồi, kệ sách quá vô hả bạn. Chiến gì vậy, nhà chiến gì vậy. Kệ sách không hả bạn. Đây nó có dấu gì đây không? Không. Cái nhà này hai tầng luôn quải nào vậy? Đúng rồi, hai tầng hiểu rồi. Kìa. Đây là tới đi kiếm mình nữa kìa, quải nào vậy? Lên nóc nhà luôn. Bắn nó luôn. Chị chiêu. Ồ bắn nó bay lên quải nào vậy? Được cái áo xịn ơi, áo xịn kìa. Mày nhờ chơi thực chơi bẩn. Bắn hụt qua ta. Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. Ấy da. Dạ, có boss gì hay vậy? À, có boss thiệt. What the hell? Có boss quái vậy, nó bắn mình bay lên, đập mình cái bụng xuống cái ỉa luôn. Bà nói cho anh á, bà đợi xíu nha. Mình qua mình nói ngay thôi, lụm lại đồ. Ok, hello bạn nhau, tới đây nè. Nhưng mà mới qua mình lụm lại đồ, nhưng mà mình mới phát hiện là mình hư cái quần luôn rồi. Và cái đôi giày cũng như cái áo mình nó cũng sắp hư luôn hả các bạn. Cho nên là mình sẽ về mình lấy thêm cái quần mới. Lượm lại thì mình cũng mất một số cấp ha, còn lại cấp 25 à. Thôi kệ đi, cấp mình không quan trọng ha. Mình có cái bàn lưu giữ cấp kìa cho nên không sao. Mình đi về mình đi kiếm cái quần mới được. Đây đây, quần cất đây. Nãy nãy mình đánh cái tên tàu mình lấy được cái huyện này nè, huyện này mạnh phết. Ô lộn, cái quần này mạnh phết ha. Lấy đỡ à, Protection 2 luôn, nó hợp lý á. Ô này, quần kim cương này Protection 3 luôn hả. Thôi kệ, mặc quần này cho nó xịn. Cái áo mình cũng sắp hư rồi, cho nên mình cho nó nghỉ hưu luôn ha, bạn bỏ nó vô đây đỡ đi. Sẽ xài cái áo băng luôn các bạn, cái áo băng này xịn nè. Nãy em đánh con boss nó cho mình các bạn, nãy em lượm được hơn qua nó còn chưa mất ha. Còn kịp, ok giờ sẽ đi Achan lại cái đống này mình làm lại đôi giày mới nữa. Đôi giày nhớ cũng có đôi giày gì xịn xịn lắm. Rồi, nãy em có nhớ đến cái huyện nãy có. Cất đâu ta. Đây, cất đây. Đôi giày gì nè, đôi giày kim cương gì nè các bạn. Lấy đỡ đôi giày này ha, rồi cái đôi giày này cũng xịn phết á. Rồi giờ em nghĩ nó cũng cất nó vô đi. Qua đó nó mấy quái nó mạnh quá, đánh mình ỉ luôn phải. Rồi vậy đi. Rồi mấy cái quần với cái áo nãy mình sẽ qua mẹ cha anh bển ha. Qua mẹ cha anh cho nó cứng cứng lên, nên để bị dở bị hư, đỡ bị hư các bạn. Rồi đi thôi. Mình chưa qua khám phá địa ngục thử nữa. Ok, hello mọi người, nhầm tở lại nè. Nói chung là thì mình hay tranh đồ xong xui hết ta hả mày, đây quá chừng luôn, quá chừng xịn luôn. Rồi mình đã tới lại cái lâu đài luôn hả các bạn, chuẩn bị chúng ta chiến nhau tiếp tục ha. Nãy bị gián đoạn quá. Đồ xanh cái quần này là cái quần hiên hạch mà, đồ xanh mình tưởng đâu quần kia, quần hiên hạch này thì khó chịu lắm, dục đồ ra nó hút vô bạn ơi, vãi nồi luôn. Sau đây nó có cái phòng tống này ta, không có gì hết tầng à. Ok, mình chuẩn bị mình vô lâu đài để mình chiến tiếp đó, nhưng mà khoan, để mình dục cái này vô cái để coi còn đồ gì không. Có bánh này ăn luôn ha mày, quá ngon. Ok, chúng ta tiếp tục nè, hết đồ gì hết này, chúng ta vô tiếp tục chiến cái lâu đài chà bá này ha. À skeleton nhiều quá ta, giết bớt ha mày. Trong đây nè, trong đây mới đông nè, ở đâu tới rồi. Ở đâu sao tự nhiên nó dễ tán nó đông ta, ta nhớ đây đông lắm mà. Đây thì nó có một cái chỗ gì ta, chỗ này gọi là gì sao ta, khán đường không ta. Nè khá là rộng rãi luôn các bạn, khá là bự luôn á. Ây da, kệ đi ha, mình sẽ tiếp tục tiến lên phía trên. Tìm đi qua đây coi có gì hết không. Không, đây có một con gà chơi gà bên đây. Và đây thì không gì hết cả. Cắm cái đuốc cho nó sáng từng rồi cái. Tối qua không thấy gì ta. Có zombie này thôi mà không đánh zombie đâu, zombie đánh gì. Chúng ta tiếp tục đi tiến lên các bạn. Cầu hang thì rất là nhiều ở đây. Cái lâu đài bị chà bá mà cầu hang nhỏ xíu ha. Có mấy cái cầu hang à, đây có thêm một cái hình này nữa nè. Nhìn nó khá là sang trọng. Nghe tiếng của con gì đó ở đâu đây. Đây có cái đấm cắm mấy đút redstone đây nè. Đây sẽ có một con zombie boss ở đây. Mình giếng nó cái này. Mình không biết chị chiêu nó là gì. Đậu xanh á. Bắn lại nó bay lại mình luôn bạn ơi. Không được, không được, không được. Lui, 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 lui. Hồi máu cái quên nữa. À, cái giáp mình tính ra cũng yếu quá. Đánh mình xíu là mình đau quả nồi. Phải chiến với con zombie này thôi bạn ơi.
á, à, nó bay nè, đánh cái nó tốc biến nó bay xuống đó kìa. Rồi hồi máu rồi xuống mình chém nó hả các bạn. Nó mạnh quá, cái boss này mạnh á. Thì chiêu mình cũng không có thể lượng trước được chiêu của mấy con boss này, ai biết đâu. Ok, chúng ta xuống tiếp tục chiến đó nè. Đó, đánh nó đổ rồi đó. Nhưng bên này nó hồi máu nữa chứ, phải rồi. Boss này mạnh dữ ta. Rồi, chiến hết mình với nó luôn. Ok, chết rồi coi. Mạnh phết đấy, đánh mình muốn chết luôn kìa. Phải, bắn nhà đi mấy cô. Đó, phải vậy. Sao mà bắn được, được gì đó. À, được cái giáp cái giáp thiên hạch luôn ơi. Quải nội giáp này khó chịu, quải nội, nó hút khó chịu. Không có lút đồ được gì tới các bạn ơi. Dục đồ ra là nó lụm vô lại, nó hút vô lại. Thôi kệ nha, lát mình sẽ kiếm cái gương nào đó mình bỏ vô. Ờ, trời cũng chiều nữa rồi. Đêm qua đây coi gì hết không? Không, phòng này cũng tống không luôn. Chứ cái lâu đài này cũng có gì hết nhiều hả các bạn, mà thấy nó toàn là tống không không à. Đây có một cái phòng ăn hay gì á, đúng rồi, mình nhớ không nhầm, đây là phòng ăn, đúng rồi, phòng ăn. Bánh nó chừng luôn, đồ ăn trong đây ha. Sử dụng mấy thứ sàm sàm vô đây, khuyến mãi cho nó hả các bạn. Bắn cái con khỉ. Bắn cái con khỉ chứ bắn. Ờ, đồ ăn không à, nghĩ chắc không cần lấy đâu, đồ ăn mình nhiều lắm. Có lò nướng, đồ kiểu, có thể đây nướng ké đồ ăn. Chúng ta tiếp tục tiến lên phía trên nè. Ồ, cái đây là cái ban công, chúng ta hãy nhìn xuống phía cái thánh đường hả các bạn. Quá dữ luôn. Cái lâu đài này nó bự quá ha. Nhìn cái cấu trúc nó quá đơn giản. Lâu này cái lâu đài xây cũng nhanh thôi. Mà thấy nó đã bắt đầu quái đông tới đó, sử dụng cung hả các bạn, tiết kiệm. Mũi tên khá nhiều mà. Bắn thoải mái nha các bạn. Mũi tên mình bắn đau lắm. Nép, để mình ép cái chung cái cung đã rồi mình không bắn, phải bắn chứ. Có boss này các bạn. Nữa hả? Boss nữa. Quả nọ bắt cho mình cái hút hở dưới nước, quả thiệt. Chơi này cho đỡ mất công bay vô quýnh lộn hả các bạn. Bắn cái là chết con luôn quả thiệt. Không, hai cái chết con hả các bạn. Xong mũi tên luôn, quả rồi. Chết hết chưa? Ok, hết đó. Khỏe. Xài mũi tên này, cung này thấy khỏe ta. Cung mình mạnh phết mà không xài. Tỷ khí vô công hả mày? Tỷ khí bắn cung hả mày? Cung kia nữa. Thích bắn cung không? Thích bắn cung không? Rồi rồi, gớt xuống rồi, bắn nó gớt xuống rồi. Quả nào mình đốt bắn trái nhà luôn à. Ờ, nãy dưới con boss nó cho mình cái gìu xịn luôn nè. Gìu này là gìu băng nè các bạn. Gìu này hơi bị ngon á, mà thôi. Kệ. Cất vô gương bớt nè, ơi có vô túi bớt nè các bạn. Mấy cái linh tinh này mệt quá. Hút hồi máu nè. Cho mình hút hồi máu hoài ta. Nãy nhớ mình cất một lọ nhà đó. Nữa hả? Này thì bắn nhau này. Bắn nhau này. Bắn nhau này, sắp mặt chưa? Sắp mặt chưa? Bắn hai tên dính hai con nhạn luôn quả thì chứ bắn chuẩn như ta. Đó. Vậy đó. Vậy đó, chịu thôi. Qua, wow. lùm. Ồ dưới mày này nhiều kinh nghiệm phết hả các bạn? Nó quá đông. Kinh nghiệm nó cũng ổn phết, máu men luôn nè. Ok, sẽ tiến tục tiến lên phía trên, mình không biết boss ở đâu, nó nằm đâu. Ồ quá đông. Chiến thuật dùng cung quá. Từ từ, bình tĩnh. Ok, dụ nó xuống hả các bạn. Đám đây tốt hơn, đám đây nó ít hơn nè. Chiến nè. Bên kia đã biết không? Không, bên kia đã cũng còn ngu lắm. Đây, xuống đây. Mình dùng cung thôi các bạn, cái cung mình để cho nó nhịn. Phải dùng cung thôi, nãy giờ quên dùng cung. Bắn nhà bạn ơi, bắn nhà nó mới hấp dẫn. Ây đậu, sao nó bắn trước mình? Nhờ. Mũi tên thì mình có khá nhiều, nãy mình lũng khá nhiều, cho nên cứ bắn thoải mái đấy các bạn, không sợ hết đâu. Tiếp tục mình sẽ chiến tiến tiếp tục qua đây. Bên kia từ từ tiếp nhờ. Cái cung mình bắn nhanh quá ta. Cung mạnh á. Tụi nào bắn mạnh vậy? Nhờ. Ok đây hết rồi, có gương nào sẽ lút đồ hả các bạn. Qua wow, cây gậy băng Ice Staff nè. Kim cương nè, với bột lửa. Đĩa nhạc nữa, quá chừng đĩa nhạc vậy ta. Đây có một chỗ để ngắm mà. Mình tối hồ mà ngắm gì. Ồ. Này ní sao kỳ vậy? Đây là món đồ huyền thoại mạnh nhất mà. Nè, đó là cái món đồ của cái bộ đâu vậy? Nè, bộ này nè. Quái nội. Bộ này bộ đồ mạnh nhất mà. Mình đang muốn lại bộ đồ tím này cơ. Mà cho mình bộ đồ tiếp này cũng được. Quái nội cho mình cái áo luôn hả? Chiến gì vậy? Cái lâu đài này quái nội vậy? Cái áo hon hai luôn nè. Hon đi na đi lời dữ ta. Cái này cái mạnh nhất rồi đó các bạn. Nó có 4 bộ mạnh nhất của cái Master Sheet ha. Không, 3 bộ chứ. Đây, bộ tím nè, với bộ thiếp nè, bộ con tộm nè, với bộ triple nè. 3 bộ ha. Mà cho mày cái áo cái bộ thiếp nè, vãi nồi. Chiến vậy?
Ồ, cũng dễ làm ha. Nhà mình cũng có mấy cái cục đó để mà mình làm mấy giáp xịn nhất này nè. Mình để dành để mà mốt mình đánh boss mình mới làm á. Thôi từ từ đi. Ồ, cho mình cái thuốc Navisa luôn nè. Tốt bụng thế nhỉ. Mà nói nhiều đồ hot chứ ta. Cái lâu đài này hợp lý nha. Tụi đây cũng có đồ này đây nè. Coi có gì hot không. Ok, armor stand này để đồ này. Mũi tên này lấy thêm. Đang bán ha. Cái đồng hồ không cần lấy đâu. Cái dài này cũng cần. Lấy cái này về ta khỏi đi ha. Ô, cái kiếm nè, có đôi dài nè, cái nón nè. Cái mũi tên độc luôn nè, quả nồi mũi tên độc, lát mình test thử cho bạn coi ha, bắn nó ra độc á, hợp lý. Rồi hết rồi, bên đây nữa. Ủa cái lâu đài tính ra cũng nhiều đồ ngon quá ha, hợp lý á, tiếp tục chiến tiếp ha các bạn. Ồ, quá chừng luôn. Mình sẽ đánh qua đây ha, qua đây 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 đây, mấy thằng con này. Ở đó mình bắn cái mũi tên độc qua không, cũng không hiếm mấy ha các bạn. Có một hai đam mà, còn quỷ kia nó hồi máu nữa chứ. Tất nhiên là bắn mũi tên thường mình đi các bạn. Bắn ép vô góc luôn. Hồi máu chúng tôi. Ok, tiếp tục lúc đầu nào. Chỉ cần giết nó thôi, ta thấy lúc đầu thoải mái này. Đây không có đội hot. Sẽ tiếp tục đột nhập vào phòng ở đây. Ô ba cái gương luôn. Gậy băng nữa hả? Vãi nồi đấy. Living Metal. Vãi nồi các bạn, Living này là đục đồ đó các bạn. Living nhập. Đây, Living này là được kiếm đồ kiểu ha, giáp nữa. Ha. Bộ đồ giáp đó nè. Rồi cái cây lưỡi hái nè. Diều cướp đủ kiểu các bạn. Mà mới có cục à. Quả vậy. Ờ đem gì hết cả. Bỏ vô gương bớt ha các bạn. Rồi. Cái bộ đồ này sắp đầy tới nơi đó, đầy luôn rồi đó. Chuyển qua bộ đồ hồng ha các bạn. Quá chừng độ ha. Đầy bộ đồ mình luôn rồi. Ô cái quần, cái áo. Quần xương rồng, áo đủ kiểu ha. Sắt nè. Aluminium đủ kiểu. Liên này dục đi, không cần lấy, họ lấy luôn cũng được. Ồ quá trời kinh nghiệm này, lụm cái đã. Lát nó mất nó mệt lắm. Qua đó chuẩn bị đánh boss các bạn, mình nhớ rồi. Cái con boss nằm ngoài đó đó, mình đánh lâu đài này rồi mà. À đây thì kệ sách khá nhiều, chúng ta thể để cái bài nó trang đây, chúng ta trang đồ cũng được ha. Thoải mái. Đây thì có giường ngủ rồi tủ sách thôi. Rồi chúng ta chuẩn bị đánh nhau với boss ngoài kia các bạn. Khoan em cất đồ vô ba lô cái này đã. Rồi chúng ta đánh boss. Ok, cất mấy linh tinh vô đi. Rồi, xong chưa? Ok, đã chiến nè, chiến boss ha các bạn. Cầm cung, cầm kiếm đồ kiểu nè, chiến nha. Nghĩ sẽ cầm kiếm này mình đánh nhau luôn các bạn. Cho chiến, đây, boss này đây nè, rồi. Ủa? Đâu ta? Ủa, có boss đâu? What the hell, sao kỳ vậy? Mình nhớ con boss này nằm ở đây nè, mình đánh rồi. Mình nhớ có đánh cái lâu đài này rồi, mình nhớ con boss này nó nằm ở đây nè, mà không biết nó đâu ta. Nó núp đâu ta, nó sợ, mình mạnh quá nó sợ, nó núp là gì bạn ơi? Quả nào con boss cũng tiêu vậy? Kìa ta, thường sẽ có con boss đứng đây đợi mình nè. Mà khi mình giết nó xong mình mới lút đồ được ha các bạn, chứ đánh mình ỉa luôn á. Nói chung là con boss cũng yếu lắm, mà nó đâu mất tiêu rồi. Ok, không có hồi mình lút đồ mình về. Về khỏe ha. Ô Mexico quá chừng luôn. Mexico này làm đồ tụm đó các bạn, đồ cuối đó. Gậy đắt nè, gậy healing nè, gậy hồi máu, gậy đĩa nhạc quá chừng. Ô mấy cái gậy nữa hả. Đa số là đĩa nhạc khá nhiều các bạn, ta hãy nghe nhạc thoải mái. Mấy gậy băng này nó cho mình quá trình gậy băng luôn ta. Kim cương rồi mấy cái lông vàng nữa. Mày biết lông vàng làm gì? Như làm được đôi dài nhớ không nhầm. Cái lông này làm được đôi dài gì? Cái đôi dài gì á? Phải không ta? Đôi dài mà giúp chúng ta nhảy cao được hay gì á? Tìm kiếm các bạn thấy không? Nhớ không nhầm ha. Đâu rồi? Mình biết kiếm nó dài ở đâu đây? Bút thư coi. Nhầm. Đây này phải không ta? Đây nhảy cao dây này nè. Đúng rồi. Bốn cái lông vàng làm được cái dây Calabus nè. Cái dây Calabus này mình nhớ không nhầm như nhảy cao vậy. Ok, lát mình về mình làm cho bạn coi thử nha. Cái dây hợp lý lắm nè. Dùm lượm được khá nhiều lông vàng luôn á. Cái lông vàng này mình làm cũng được đó. Một cái lông với mấy cục dây xung quanh thôi. Vàng nhà mình rất là nhiều. Ok, lát mình về mình làm đôi dạng luôn ha. Chiến luôn. Mình không nhớ mình có lông gà không ơi. Lát mình đi ngang ngang với mấy con gà. Ok hết rồi. Lút hết đồ ha các bạn. Lâu đài này thì nói chung là cũng hợp lý á. Mình lút mình bỏ vô hai ba lô luôn, gần đầy hai ba lô luôn á. Nhiều đồ hết ha. Thôi đi về các bạn, đi về sẵn mình kiếm đi vòng vòng sẵn thấy mấy con gà giết mình lấy lông ha. Ê xem nó toàn rồi, hên là mình có ép cái đôi giày này là rồi cái Feather Falling 4 lần cho nên là rất không có đau cho lắm, thoải mái hay mày quên nó nãy tích rút cái cây gậy ra mình bay đó. Như mấy con chocobo này mình như nhớ trong nhà mình nó cũng có lông vậy mình giết thử rồi. Mà lông này mình biết nó làm được gì không á.
Choco Feeder, không biết nó giống lông gà không ta. Thôi đi giết con gà đi cho chắc ha. Có cái cổng này mà thôi mình không vô mấy cổng nào vô mình sẽ bị lạc đóng là hết ga luôn á. Ok, về thì mình đi về ha các bạn. Này chủ yếu là mình sẽ đánh hai cái chiếc thuyền khổng lồ với cái lâu đài tòa nhà bự này ha các bạn. Tòa nhà của mấy cái gì ta? Không biết đọc sao nữa. Oh, khoan. Đi hãng sẽ có một cái lâu đài đại ô lộn, một cái háp Battle Tower ngoài này nè các bạn. Ok, đem game clear luôn ha. Rồi mình vô mình lấy. Rồi mình về đó các bạn. Nghe clear cái háp này cái. Cái háp này ngoài giữa biển luôn ha. Ok, mình lên chứ làm đánh cái con boss cuối thôi chứ mình không làm biến mình đánh từ dưới lên trên lắm. Ây da. Ây da. Chưa. Hello. Battle Tower Golem các bạn, hai tấm máu chứ nhiều. Nhận. Trời, làm gì? Xong, lụm đầu lẻ. Giọt, lụm đầu lẻ, giọt. Ok. Nó nổ, nó bể, háp bể. Lút lẻ. Ây da. Có boss tao đó rồi. Trời, nó nổ. Ây, cái boss này đi anh, khác coi. Trời. Lút đầu vô. Nổ tới nơi các bạn ơi. À, toàn là cái thứ gì đâu không. Đang đứng đây cho nó lụm đồ vô nè các bạn. Mà lụm gì đâu không. Nhìn thấy có đồ gì hot mà mình nó không lụm ta. Thôi mấy cái này nó buông mình hoài ta. Rồi nó nổ tới đây hết nổ rồi bạn ơi. Xuống đây lụm đồ vô đó luôn. Nó sạch tơ nè. Đây là cách đánh boss, đánh cái hát Battle Tower nhanh nhất. Kêu chiếc thuyền luôn kìa, có chuyện ghê kìa, lát mà ngoài mình chiến với đó luôn, đậu xanh vậy đó. Cái đậu xanh cái này bay vô mặt khó chịu chứ ta. Ôi, mình giọt. Đốt được, sao mà gượt được. Cái đậu xanh á, bể cái này luôn rồi. Đứng lên cục cái bùm của mấy đứa này đỡ. Nó gom mấy thứ xàm xàm vô mặt quá. Nói chung là cũng gom được một số thứ, dù như là cái kiếm này. Lại là cái rip led này nữa hả, đậu xanh hoài vậy. Ba lô này đầy luôn rồi, ba lô hồng này đầy. Luka này cũng đầy luôn rồi, đầy hai ba lô luôn, bạn quá nồi nhiều đồ chứ ta. Ba lô xanh luôn. Ô bốn cái lông này. Lông chuột combo em giết nè. Giấy thì tùm lum ta. Sao Ripper nè các bạn. Thêm một cái kiếm Ender Sire Sword nè, để mốt mình hai kiếm này cũng được. Thêm một cái khiên Ender Seal luôn nè. Ô đủ bộ luôn hả các bạn. Rồi ta tiếp chiến thử cái thuyền này thử ha. Cái giày Founding Feeder 4 mình gớt xuống từ tướng xuống đó gớt xuống đây không bị sao ha các bạn. Đây thì không có gương như tao vậy. Nhìn để gương dưới đây nè. Mỗi chiếc thuyền nó khác nhau các bạn đây. Nó để hai gương như đây ha. Tò đồ ăn không vậy? Trời ơi, cái hàng mấy hàng hải tặc này nó nghèo dữ vậy. Nghèo quá mà còn cướp nữa các bạn. Chứ nó có đồ ăn không à. Nó không cướp được gì nữa các bạn. Còn gì hết đâu. Ô đây có chiếc thuyền bị bể. Đây nó một cái công trình gì bự lắm nè các bạn. Để mình ra coi công trình gì đó để mốt mình khám phá cho bạn coi ha. Công trình gì đó mình thấy nó rất ngoài biển, nó rất là lạ. Đây nè. Cái gì mà hình vuông ở đây vậy? Cái gì ở đây ta? Có thấy không? Ồ một cái gì đó đó, chắc bạn thấy đó, nó tối quá. Khoan nè, mình lên mặt đất cái. Nghe tiếng mở cửa đó rất là nhiều. Còn đây thì có một chiếc thuyền nó bị sập đây nè. Bị đắm. Để xuống coi có đồ ha các bạn. Lụm mót về luôn. Lụm hết đồ về luôn các bạn. Như hông gì nó bể nát ta. Không biết lụm đồ đâu ra nữa. Như dưới đây nè, đây có đồ gì. Mấy cái gương gì tên ta. À có gương đây nè. Trời ơi toàn mấy cái thứ nó cùi cùi không à. Đồ sắt không à bạn ơi, quả thiệt. Có tướng nè. Mấy cái xẻng, mấy cái ghiều cuốc đồ kiểu lụm về chơi. Lụm về bỏ gương cho đầy chơi. Thì hết rồi bạn ơi. Chúng là đây là chiếc thuyền đầu game mà chúng ta mới đầu chúng ta vô chơi thì ta hãy lụm chiếc thuyền này để chúng ta đỡ làm cái dụng cụ ha. Có cái gì bye bye đó kìa. À cái tượng. Trời ơi. Tại nó lướt mát chưa kịp á. Còn dưới đây nè các bạn, trước mặt mình kìa. Cái nó có cái cục gì bự chà bá đó kìa, nó khám phá nốt cho bạn coi luôn. Hôm nay mình sẽ khám phá hơi bị nhiều thứ luôn á. Đây nè, bạn nhìn bản đồ thì bạn thấy nó có một cái hình rất là bự ha. Đây, hôm qua mình đập phá ba vô thử coi có gì hết trong đây ha. Tối quá ha, mình không có cái thuốc gì nhịn ta. Nhưng mà mình thấy nó có cái vụ gì dưới đây nè. Ô, cái đèn sườn dưới đây bạn ơi, cắm đuốc cái cho sáng cái nè. Wow, zombie đồ kiểu ha. Ô, có mấy đứa nó đưa Steve nữa kìa. Quái nội. Mình mới về thử luôn á, lần này lần đầu thôi em ơi. Ô mấy đứa Steve này cũng yếu bạn ơi.
Ồ, mình biết có đội không? Mấy con goblin nhây nữa. Goblin này. Láo nháo. Chỉ ở đây nó có mấy con quái này các bạn, mình không thấy cái gương gì thật. À có nè. Dạ. Em dở bên trai. Cắm cái đũa cho sáng cái, khó chịu quá. Mấy cái đồ nó bay vòng vòng như mặt mình, khó chịu quá. Giục cái quần ra luôn giờ nè. Đậu xanh cái quần. Thật ơi, mình cầm cái quần vô nó cũng còn bay nữa. Cái gì mà bay hoài vậy? Cất vô, cất vô, cất vô, cất vô. Mệt quá, mệt. Mà cái quần này nó không khó chịu quá, mình giục cái quần luôn bây giờ. Trời ơi, cái quần. Quần đầu gì chứ. Cho mình cái cung nữa nè. Phải thôi. Không mặc cái quần này đâu mà quần nó hút khó chịu quá. Ok. Nó như cái mê cung luôn các bạn. Chết mày đi. Ô có bánh nè. Búi tanh nè. Có đồ ăn đây nè. Không cần lấy đâu. Ồ đây thì cũng có gì hết nè. Nghe tiếng nó hồi máu ra đây nè. Nói chung cái này nó cũng khá là nhỏ các bạn. Chúng ta vô đây chứ là chúng ta đánh quái chứ không hết gì. Không gì hết các bạn. Đập luôn. Đập cái nước nó chảy vô mệt dữ ta. Pha đột kích vô khá là cồng kềnh á. Đây đây cũng có gì hot ở đây nè. Chiến luôn bạn ơi. Cái con goblin nó khá nhiều ha. Chém máu men luôn ta. Con lùn lùn này. Ủa sao vậy nó. Giờ mạnh hơn nhiều rồi. Mấy cái này em đấu ngán nữa. Cái đúng cho nó sao tán sáng nhà sáng cửa kìa. Cái khiên sắt này nè. Chục này vô đi. Kim cương nữa này. Cái này cũng dễ đánh quá ha. Nó yếu rồi, mấy quái yếu rồi. Ôi thêm một cái lý viên quản lý viên nữa nè các bạn. Hợp lý phết nha. Gì mà đập cửa vậy mấy đại ca. Từ từ lát mày sẽ chết. Cứ đợi đó đi. Ô cái phòng này có gì hot đây nữa nha. Giấu cái đậu xanh á. Giấu nữa. Đây có gì hot là giấu. Tại mày tiếp trong đây chứ có gì đâu. Có gương nè. Cái đậu xanh cái quần này. Cất cái quần vô luôn. Mà nó che nó lụm cái thứ xà xàm bay khó chịu quá. Che không thấy được gì đánh nhau ta. Đánh nhau mà nó bay vòng khó chịu quá ha. Lấy mì các bạn, mì mình ăn được. Ok, chiến tiếp nè. Tiếp Spectre các bạn. Con này Spectre nó cũng yếu lắm. Chém xíu này chết này. Táo nè, không cần. Tranh này nó chỉ đậu xanh vậy đó. Trời ơi. Đập cửa cái gì mà đập cửa dưới ta. Vô đây mình coi thử ha. Lần cái này cũng lần đầu tiên mình chơi hết ship thì mình vô thử á. Chưa vô lần nào luôn. À con skeleton đó kìa. Hít bắn nhau không? Hít bắn nhau không? Nữa hả? Giống con zombie này nữa hả? Đậu xanh nó bắn nó cái này kìa mình. Bắn cái nữa rồi. Bắn hộ. Cái gì mà đập cửa hoài vậy ta? Chết đi. Được cái gì cho mình cái gì ta? Nó cho mình cua cờ gót vàng nha, quỷ không bót. Nữa hả? Cất cái quần vô rồi mày sẽ hút hoài vậy? Mẹ bà nè. Khó chịu vậy đó nha. Cái quần này. Nó dùm cất cái vô luôn quá. Cái quần thiên hạch này. Xài cũng ok phết nhưng mà nó hút khó chịu quá. Đĩa nhạc nữa hả? Cái gì mà đập cửa dữ vậy? Đứa nào đập dữ vậy? Cái hàng con ở đây. Đập nát cái cửa ta. Chết đi. Chết họ cái. Chết đi. Dạ. Đừng có đập cửa coi. Ồn ào không biết không. Mà nó chém chết đi. Trời ơi quýnh luôn. Quýnh luôn. Mở cửa ra nè. Quýnh luôn. Đập mày đập cái con khỉ. Quả vậy chứ. Quýnh hết. Chết hết chưa. Mệt ghê. Đập cái con khỉ. Wow. Có cái đèn nè. Gom về cái đèn vậy luôn. Mũi tôm đầy luôn, vãi nào vậy ta. Trời ơi, ba cái sàn sàn nó cứ bỏ vô ngoài ta. Dục đi hả bạn, dục bớt mấy này đi. Cái zombie nó đập cửa nghe mệt cái đầu luôn. Ở đây có tủ sách không có gì hết hả bạn. Cảm cho bạn thấy sáng nhìn rõ hơn nè. Rồi xong rồi đó, vậy là mình đã clear xong cái này. À còn nữa hả? Chưa rút đồ xong rồi, rút hết đồ đi về luôn. Cái lô can này cũng đầy luôn rồi, vãi rồi. Còn ba lô xám gì em chưa có đựng gì á. Đúng vậy.
À. Rồi xong. Còn nốt cái cửa này nữa là xong hả bạn, qua coi có gì hết bên đây không. Rồi xong. Hết đường rồi đó. Ai nữa hả? Còn nữa hả? Mệt chứ ta. Quỷ Enderman boss này. Ui ui ui. Xếp nó toàn. Quýnh luôn chứ. Ý kiến gì đâu rồi. Rồi bán tiêu đó bạn. Bài vậy là mất tiêu rồi đó. Máu men luôn thôi. Bánh mì nữa. Rồi. Cái này nó là một cái hình vuông cho đi vòng vòng ha. Rồi vậy là hết rồi đó. Đường cục là hết rồi đó. Không đi lên hả các bạn về. Tập này lúc thêm nhiều đồ đó. Trời đang tối luôn hả? Vãi vậy. Đi về. Ngoài xa xa bên kia có chiếc thuyền bên đây nè. Có nên qua mình đánh nhau đó không ta? Qua đánh cho sẵn mình qua tặng sẵn tiện mình qua mình quýnh hư ha. Đây nè. Ôi. Hư vậy vậy. Không sao mình chuẩn bị rất nhiều gậy. Ý kiến gì? Cái gì mình chém cũng 4 đam phải nồi vậy. Chết mày chưa? Chết mày chưa? Hồi này nữa mang này mang hải tặc quen này. Huyền này sẽ có một cái gương dưới đây. Hai cái luôn chứ. Đây đúng rồi. Đồ ăn không vậy? Thôi mốt mình không đánh thuyền nữa đâu, tàu đồ ăn không ạ. Ô, có coupon nè. Ờ sắt với flint đồ kiểu. Rồi, ok về hát bạn. Rồi ok giờ mình sẽ về mình cất đồ, mình sẽ tở lại sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau. Giùm đi về cái nha. Ok, hello mọi người nha, mình tở lại nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu một số chiến lợi phẩm tập hôm nay mình thu nhận được các bạn. Mà khoan, bởi thì mình mới dọn cỏ cái khu nhà mình xong các bạn, nhìn nó khá là tống tải nè. Nhưng mà mình đặt mấy cái block nãy mình lượm được ha. Để đây cho nó nhìn nó đẹp đẹp ha, nhìn nó lạ lạ xíu ha. Nhìn nó xanh cỏ quá ha các bạn, nó tươi quá ha. Nè. Mình bao vòng vòng cái sân của mình ha các bạn, nó đây chung là cái sân chúng ta hệ đá bóng ở đây, chơi ở đây ha. Nhìn rất là tống tải thôi bạn, mình dọn cỏ bớt ha. Đấy. Nhìn nó tống ha, thoải mái dữ ta. Nhà mình khu này mình quy hoạch nhìn nó đẹp. Rồi ok. Giờ sẽ giới thiệu một số cái chiến lợi phẩm ha. Nãy mình đặt mấy lóc đây chơi cho vui nè. Rồi nãy mình cũng mới đi mình giết con gà, mình giết con mà mình cầm dùng cái kiếm này nè, mình giết con mà nó ra được 10 cái lông nữa mày quả rồi chứ. Mình giết con gà đây lát mình làm nó dài kia mình giới thiệu cho bạn coi thử đó. Ok giờ mình coi cho bạn coi tập hôm nay mình kiếm được bao nhiêu thứ nè, đây. Như đây. Không phải đâu bạn ơi. Đây, gương này. Gương này. Đó, tập hôm nay đó nha. Tập hôm nay mình kiếm được đó. Gương này cũng ít lắm. Gương này đấy, tập hôm nay luôn kiếm được như đây. Đây tập hôm nay cũng kiếm được như đây đĩa nè, quá chừng đĩa luôn. Tập hôm nay cũng kiếm được như đây giáp đấy. À quên, sao bỏ cái ghiều đây ta, ghiều phải bỏ qua đây chứ. Đó gương này ở đâu sang gương này giới thiệu rồi. Gương này, gương này đồ sắt không, gương này không gì hết, gương này cũng chưa bỏ gì luôn. À bỏ mấy cái gậy này. Tập này kiếm được một số cây gậy này, gậy độc, gậy đất nè, gậy gậy băng nè, gậy hồi máu nè, đó, gậy bóng tối nè các bạn, đó, rồi mấy cái lông nè, lấy ra luôn, ba cái này mình sẽ làm thêm một cái lông nữa là đủ ha. Đây tức là hồi đó vậy, các bạn coi đây, để một giáp này treo tương chơi cho vui ha, đó. Nhưng mà tập này kiếm được quá chừng đồ luôn phải không? Bây giờ mở một cái mấy gương này là toàn đồ mà tập này mình kiếm được không đó? Quá chừng các bạn thấy không? Quá đã luôn. Rồi mình còn mình kiếm được đồ dây nữa nè. Đó có quá chuyện thuốc chơi luôn ha các bạn. Thuốc men rồi mấy cái này đồ nè, mấy cái SNC nè các bạn. Đó. Vậy đó, tập này vậy đó, kiếm được quá chừng còn đánh một xíu thôi mà kiếm được quá chừng nó cho tập này mình đã đánh chiếc tàu khổng lồ. Rồi cái ở nhầm. Tàu khổng lồ rồi cái nhà bự này. Rồi mình đi qua đây đánh mấy cái dưới đây rồi mấy chiếc thuyền nhỏ nhỏ đánh cái háp được kiểu ha các bạn, khu được quá chừng đồ luôn. Chúng tập này hơi bị chiến luôn đó các bạn ơi. Sao mà có cái map đây nó vậy? Sao tắt ta? What the hell? À, bấm chữ N các bạn ơi. Thì hiện lên map hay bất ngờ quá rồi. Ok xong. Giờ sẽ là thêm một cái lông nữa là mình làm được đôi dài các bạn. Mình có 3 lông nãy mình lụm được nè, đánh nhau mình lụm được ha. Giờ mình cần thêm 8 cái cục vàng nữa. Ok, 8 này. Rồi. Đây để mà mình làm cái lồng vàng ha các bạn. Đấy lồng vàng, khoan rồi ok 4 cái lồng vàng ha. Rồi mình sẽ làm cái đôi giày thử ha các bạn. Đôi giày đây
Cloud Boost ha. Còn Dư Long mình nghĩ là sẽ cất vô đâu đỡ đi. Cất đỡ đây đi hả các bạn. Rồi. Để test thử coi phải đi về nhảy cao không ta, nhớ không nhầm. À đúng rồi, nhảy cao thiệt ơi, thấy nó nhảy cao nè. Ô đúng rồi, đây là nhảy cao các bạn. Đó, nhảy hơi bị cao luôn á. À. Đó. Quá ngon luôn. Ok, mình sẽ e chanh đôi dài lên các bạn. Quá dữ luôn, đôi dài này đi đánh nhau nhảy này là hợp lý rồi. Đó, quá đã luôn các bạn. Đôi dài đi bớt cua là bao ngon luôn á. Quá dữ luôn. Quá đã luôn rồi. Ok, cho mình nhảy thì không có bị hư đâu. Nhưng mà chúng ta bị đánh nó mới bị hư thôi các bạn. Ok, đôi dài này thì mình lát trong lúc dừng quay mình nghĩ mình sẽ ngồi mình e chanh nó một xíu thôi. Nhanh lắm. E chanh full luôn các bạn. Để tập sau mình sẽ test cho các bạn coi đôi giày này ha. Đây, đôi giày là Clabus các bạn, đôi giày may ha. Nó hay đi ra may quá chừng luôn ha. Nhảy rất là cao, rất là sướng. Ok, lát thì mình sẽ e chanh nó lên ha. Còn giờ thì cứ để đi. Ok, đôi giày cứ để đây đi các bạn. Rồi. Và đây, cái ghiều mới nữa nè. Lát mình e chanh gì này luôn. Đó, mũi tên quá chừng luôn các bạn. Rồi, nói chung là tập nay mình sẽ dừng tập hơn headset này tại đây ha. Hay là mình tập headset tiếp theo nhé, bye bye. Tập nay nói chung là mình đánh rất là nhiều cái công trình của cái mod headset này và được rất là nhiều độ luôn. Nhìn làm giới thiệu cho bạn coi đó, để tao mấy cái gương đó. Quá chừng độ luôn, có một tập thôi mà đánh nhau được quá chừng độ các bạn. Rồi, tập nay cũng khá là nhiều nội dung hay ho, đánh nhau khá là dữ các bạn. Ok, hẹn lại bạn như tập headset tiếp nhé. Nghĩ cũng sắp tới hồi kết rồi, chuẩn bị qua đánh mấy con boss cuối rồi, chuẩn bị end cái series headset các bạn. Ok, hẹn lại bạn đi series hẹn lại mình những tập mai đó tiếp theo nhé, bye bye. Bạn nhớ like, share và đi kênh ủng hộ mình nha. Ok, bye bye, hẹn lại bạn sau nha. Anime thoughts when she opened up so wide, I got a twinkle in my eye. Asian pussy is so tight, I just really wanna pipe. Oh my gosh, she got them big ass titties, she's only 5.